xin chào với bạn cu dễ thương. Wow, có ba bạn cu này mấy bạn ơi. Cu này cứ đứng chơi lên chào chào vậy nè. À, có là hai bạn cu tiếp theo nha. Có bạn đó mờ ngơi chưa ngơi chưa ngơi chưa. Mình sẽ bắt cái bạn cu này lùa bạn cu này ra mấy bạn ơi. Ba bạn cu này bò dữ lắm luôn đó. Mấy bạn đó cứ bò khép vô cái nét nè. Các bạn cu này nãy giờ bạn cứ vơ vơ cái kèm của bạn nó lên ngoài à. Bây giờ mình sẽ cho bạn cu này vào đây nha. Rồi ở đây là có ba bạn cu rồi này các bạn. Ở đây sao mồi nó một bạn cu nữa bạn ơi. Bạn cu này mồi nhanh quá đi. Để nó mồi lại bên này luôn rồi nè. Tổng cộng ở đây mình là có bốn bạn cu nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ bắt bạn cu này ra. Mấy bạn bắt từ từ thôi nha. Bạn đó kẹp và teo luôn đó. Bò lên cao, bò lên mình của bạn cu này luôn rồi mấy bạn. Rồi, đây nha. Đây, 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 đây. Cấp, 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 cấp. Một bạn cu nè, hai bạn cu. Nó bò nhanh lắm luôn luôn á. Rồi, các bạn nó lại đây nha mấy bạn. Ba bạn cu, bốn bạn cu rồi. Ở đâu ra một bạn cu nữa đây ta? Ui, mình thấy bạn cu cuối cùng rồi nè các bạn ơi. Yeah, bốn bạn cu dễ thương quá đi. Bây giờ mình sẽ cho bốn bạn cu này ở chung với nhau nha. Không phải mấy bạn ơi, mình là tổng cộng chỉ có năm bạn cu lần đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho năm bạn cu lại chơi chung với nhau. Tí rồi mình sẽ bắt vào cái phao của mình nha mấy bạn. Đây, 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 năm bạn cu nè các bạn ơi. Nè, mình sẽ bỏ vào cái phao này nha. Đầu tiên mình sẽ bắt bạn cu này trước nha các bạn. Rồi, vào đây thôi, đã quá, có miếng nước rồi mấy bạn ơi. Tiếp tục là bạn cu thứ hai, yeah. Rồi, bạn cu thứ ba đây. Ba bạn cu này cứ bò chồng chồng lên nhau không à nè. Rồi, bạn cu cuối cùng. Bạn cu thứ tư chứ. Ba bạn cu, bốn bạn cu ở đây giỡn với nhau nè mấy bạn ơi. Rồi, mình thấy có một bạn cu này hơi đừ đừ nè. Rồi, vậy chứ bò chung với nhau. Bạn cu này nó mới kẹp vào cái tay của mình nè mấy bạn. Đó, bạn thấy chưa. Bị sưng tay rồi nè mấy bạn. Nhớ là phải cẩn thận nha. Kẹt quá bạn ơi, ghê lắm mấy bạn ơi. Nè nè mấy bạn thấy chưa. Chị nó giơ lên chào mấy bạn nha. Đó, bạn cua đang chịu lên máu thở nè mấy bạn. Mấy bạn thấy chưa. Bạn cua lại giơ tay lên nữa rồi. Xin chào các bạn dễ thương nha. Mình có một bạn vịt con rất là dễ thương luôn nè. Bạn đó chạy nhông 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 luôn. Thì mình sẽ rờ bạn đó nha. Bạn đó đang tìm đồ ăn đó các bạn. Nè, các bạn thấy không, bạn vịt này có lông màu vàng nha. Cái chân của bạn đó nãy giờ đi chơi dơ luôn rồi kìa. Ý bạn đó đi rỉa mấy cái lá này các bạn. Hình như bây giờ bạn đó thích ăn cám rồi hay sao đó bạn ơi. Ý bạn đó hình như mới tìm được một miếng cám hay sao bạn đó cắn luôn rồi. Bạn đó ăn vịt ngon ghê luôn như ta. Các bạn nhìn đi, mấy bạn có cái con vịt nào giống mình không? Cái con vịt này hôm bữa nhà mình mới nở ra luôn đó nha. Wow, mấy bạn nhìn cái đôi mắt của bạn đó kìa. Rất là tròn và đen luôn đó kìa. Đó, cái đuôi của bạn đó nhịn nhịn dễ thương rồi ha. Bạn đó cứ đi nhoi nhoi ngoài đây nè, ngoài đất nè mấy bạn. Rồi, nhưng mà bạn đó chỉ có một mình thôi à. Mấy anh em của bạn đó chưa có kịp nở ra đó mấy bạn. Bạn đó nở trước luôn rồi nè. Bạn đó giỏi ghê luôn á ha. Nãy giờ bạn đó chơi giỡn với cái miếng lá cây đó các bạn. Bạn đó gặp cái gì bạn đó cũng rỉ hết trơn à. Ngộ ghê luôn á ha. Mình sẽ chào chào bạn đó nhé. Giỡn với bạn đó vui quá các bạn ơi. Nãy giờ mình không biết bạn đó đang muốn tìm cái gì nữa ta. Bạn đó thấy một cái mâm đồ ăn nè. Nhưng mà cái mâm này không có cái gì hết trơn rồi mấy bạn. Bây giờ chắc là mình sẽ đi kiếm thức ăn cho bạn đó ăn nha. Mấy bạn ơi, các bạn vịt này bạn đó sắp tìm được cái chỗ mà có nước nhiều rồi nè. Mấy bạn ơi, mình bắt được bạn vịt rồi nè. Dễ thương quá à. Bây giờ mình sẽ cho bạn đó lại chơi với nước nha. Đó mấy bạn ơi, cái bạn vịt thì thích nước lắm luôn nè. Bây giờ bạn đó lại bạn đó đạp đạp cái chân cái vây của bạn đó kìa mấy bạn.
Rồi bây miệng dịch này bây giờ mình sẽ cho bạn nó tắm nắng nha. Đó. Rồi mình cho bạn đó vào lòng nha các bạn. Vào lòng rồi mình rinh ra nắng cho bạn đó tắm nắng một chút nha. Tắm cộng rồi thôi. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ ra tắm nắng nha các bạn. Đó. Mỗi ngày mình sẽ cho bạn dịch tắm nắng một chút rồi mình sẽ mang bạn dịch vô nha. Đó, bạn dịch chuẩn bị ăn cám nha các bạn.